có phải có tưởng pháp môn tam ma địa có tưởng đoạn pháp môn tam ma địa chăng có phải có tưởng pháp môn đà la ni có tưởng đoạn pháp môn đà la ni chăng có phải có tưởng pháp môn giải thoát không có tưởng đoạn pháp môn giải thoát không chăng có phải có tưởng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có tưởng đoạn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chăng có phải có tưởng bậc cực hỉ có tưởng đoạn bậc cực hỉ chăng có phải có tưởng bậc ly cấu bậc phát quang, bậc diệp tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, có tưởng đoạn bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chăng? Có phải có tưởng năm loại mắt, có tưởng đoạn năm loại mắt chăng có phải có tưởng sáu phép thần thông có tưởng đoạn sáu phép thần thông chăng có phải có tưởng mười lực phật có tưởng đoạn mười lực phật chăng có phải có tưởng bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng có tưởng đoạn bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng chăng có phải có tưởng đại từ, có tưởng đoạn đại từ chăng? Có phải có tưởng đại bi đại hỷ đại xả, có tưởng đoạn đại bi đại hỷ đại xả chăng? Có phải có tưởng pháp không quên mất, có tưởng đoạn pháp không quên mất chăng? Có phải có tưởng tánh luôn luôn xả, có tưởng đoạn tánh luôn luôn xả chăng? Có phải có tưởng trí nhất thiết, có tưởng đoạn trí nhất thiết chăng? Có phải có tưởng trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, có tưởng đoạn trí đạo tướng trí nhất thiết tướng? thiết tướng chăng? Có phải có tưởng quả dự lưu? Có tưởng đoạn quả dự lưu chăng? Có phải có tưởng quả nhất lai bất hoàn a à la hán quả vị độc giác? Có tưởng đoạn quả nhất lai bất hoàn a à la hán quả vị độc giác chăng? có phải có tưởng hạnh đại bồ tát, có tưởng đoạn hạnh đại bồ tát chăng? Có phải có tưởng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có tưởng đoạn quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chăng? Có phải có tưởng trí nhất thiết trí, có tưởng đoạn trí nhất thiết trí chăng? Có phải có tưởng sở đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, có tưởng đoạn sở đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục chăng? phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp đều không tưởng hữu cũng không tưởng vô này thiện hiện nếu không tưởng hữu cũng không tưởng vô thì nên biết tức là bồ tát thuận nhẫn nếu không tưởng hữu cũng không tưởng vô tức là tu đạo nếu không tưởng hữu cũng không tưởng vô tức là đắc quả này thiện hiện nên biết vô tánh tức là đạo đại bồ tát vô tánh tức là hiện quán của đạo bồ tát